Đi xe anh có đi đâu không cho em mượn? Xe em vừa mang ra bảo dưỡng rồi. Định lấy xe đi đâu? À, em đưa mấy anh đi chơi. Mà này, anh có để ý cô ta mấy lần rồi. Em có tạo nghi ngờ, tự cô ta lừa đấy. Sao anh cứ nghĩ xấu cho mấy anh đi nhỉ? Anh yêu em thật lòng mà. Thật lòng hay không ấy, thì điều kiện của gia đình mình như thế này ấy, thì cũng khó mà biết trước được. Thôi kệ em đi anh. Mà thôi, mày cũng lớn rồi. Những cái điều của mày ấy thì anh không can thiệp vào nữa. Vâng, em sẽ tự chịu trách nhiệm những quyết định của mình. Mà xe tí nữa anh đi có việc rồi, lấy tặng xe máy mà đi. Mà chắc gì người yêu của mày đã chịu đi xe máy. Ôi giời, người yêu em đi xe gì chả quan trọng đâu. Cô chỉ cần em là đủ. Rồi, lấy xe máy mà đi đi. Thế thôi chào, em đi nhá. Rồi. Liệu mà về nhá. Em đợi anh lâu chưa? Đường tắc quá nên là anh đến hơi muộn. Bây giờ mình đi luôn nhá. Sao lại anh đi xe máy? Xe ô tô của anh đâu? À, xe của anh em đi bảo dưỡng rồi. Nên anh đi xe máy đón em. Thôi mình đi đi, không đứng đây để nắng. Anh nói thật không? Anh nói thật cho anh, nói dối em làm gì? À, hôm trước anh bảo anh mượn điện thoại cho em mà. À đây, bây giờ để anh chuyển khoản cho. Lát em đi mua bao nhiêu tiền của em. Người ta đỡ để ý. Ôi, anh tâm lý thế. Nó sao thế nhở? Ơ, anh chuyển được chưa? Em không biết, tài khoản em bị đóng băng. Giao dịch mãi không được. Ô, thế anh không mang tiền mặt à? Này anh cứ nghĩ trong thẻ có tiền. Anh mang có 200.000. Thôi để hôm khác anh đưa em đi mua nhá. Nay mình đi chơi. Anh mang có 200.000 thì đi chơi cái gì? Chơi ở đâu? Lần trước đi chơi thì anh hứa anh mua điện thoại cho em, thì bây giờ anh cứ chối. Mà hôm trước đi chơi anh đi ô tô, mà sau này anh đi xe máy ghẻ thế này, chán chết đi được. Anh đã bảo xe anh đem đi bảo dưỡng rồi, em không hiểu à? Chứ anh có muốn thế này đâu. Mà 200k thì thời sinh viên bọn anh đi ăn dọc về hè được đầy món. Hóa ra là như vậy. Em nói hóa ra là như thế nào? À, không có gì. Chắc là thời sinh viên của anh thơ mộng nhờ. Đúng rồi đấy, thời sinh viên của anh vui lắm. À mà hôm nay em chợt nhớ ra là em có việc quan trọng lắm. Thôi để hôm khác mình đi chơi nhá. Em đi về đây. Thế sao tối hôm qua em bảo với anh là nay em rảnh mà. Thì bây giờ em mới nhớ ra không được à? Thế để anh đưa em về nhá. Thôi đi xe máy nắng nóng lắm. Thôi em ra kia bắt taxi cho thoải mái. Em về đây. Em nhớ tối về nhắn tin cho anh nhá. Nếu em nhớ. Em à, tối nay mình đi xem phim nhá. Em, ai đây? Sao em lại ở đây? Anh đang hỏi đây là ai? Tại sao em lại khoác tay anh ta? Ai đây? Người quen của em à? Không có gì đâu anh. Đây là người yêu mới của tôi đấy. Thì sao? Em nói gì cơ? Chúng ta đang yêu nhau cơ mà. Sao em lại nói như vậy? Yêu á? Ai yêu anh? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà anh cứ bám với tôi làm gì? Mày nghe rõ chưa? Đây là người yêu tao. Điều này đừng có bám với cô ấy nữa. Không thì đừng có mà trách. Chuyện này là sao? Anh làm gì sai? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh chẳng có làm gì sai cả. Cái sai duy nhất của anh ấy là do anh nghèo. Đã nghèo lại còn sĩ diện. Đã không có tiền lại còn hứa này hứa nọ với tôi. Anh chẳng sĩ diện hão gì với em cả. Những điều anh nói đều là sự thật. Bây giờ mà anh còn ra vẻ à? Ngày đầu hẹn hò anh đi ô tô, xong rồi đến hôm sau anh đi xe máy ghẻ. Anh hứa mua điện thoại cho tôi thì bày đặt lý do này, lý do khác. Mà đi chơi lại mang 200.000. Anh định ăn gì? Tiêu gì? May mà tôi còn tìm được cách về á. Không á thì bẽ mặt tôi ra. Khổ lắm. Anh đã bảo em rồi, hôm đấy xe anh đi bảo dưỡng, còn thẻ anh thì bị đóng băng. Chứ anh không hề muốn như thế. Em hiểu lầm anh rồi. Chắc lại bày ra trò này để chọc tức anh đúng không? Bỏ cái tay mày ra. Nói chuyện bằng mồm thôi, đừng có vào động tay động chân.
tôi không có bày trò gì đây cả. Những gì anh thấy đều là sự thật. Anh đừng có ảo tưởng nữa. Đây là người yêu của tôi. Mà hình như tôi vừa nhìn thấy anh nhặt rác hay sao ấy. Người yêu tao nói đúng rồi đấy. Gọi mày á, cóc ghẻ lại đoàn mưa ăn thịt thiên nga. Phân chó là hạng 3 mà cứ nghĩ mình là sô-cô-la hạng nhất. Đã nghèo lại còn sĩ diện. Bỏ ngay cái trò ấy đi nhá. À, hóa ra em yêu tôi không chỉ vì nghĩ tôi có điều kiện thôi à. Vậy mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ em yêu tôi thật lòng. Sao giờ anh mới ngộ ra? Anh nghĩ tôi yêu anh vì cái gì? Anh không có tiền mà tôi yêu anh á? Yêu anh để tôi ngồi trên chiếc xe mà nắng chang chang ngoài đường á? Hay yêu anh để ăn 200 nghìn ở vỉa hè? Nực cười. Đúng là loại nghèo kiết xác. Trông cái mặt đã thấy hèn rồi. Chắc mua gì cũng phải đắn đo á. Mà có khi đã được bữa nào lâu á? Hay là lại toàn nhịn đói? Anh biết không? Hôm trước đi chơi ấy, anh ấy bảo là có xe, có tiền mà mang cái xe máy ghẻ ra đón em. Xong rồi đi chơi mang có 200 nghìn. Ôi thế á? Ôi rồi lại nghèo kiết xác. Còn bày đặt yêu mới trả đương. Còn lừa con gái như người ta. Tốt nhất mày lên cất cái bo mà đeo vào mặt đi. Nhục lắm. Hai người nói hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng thì sao? Cái thằng khố rách áo ôm kia. Cái loại đàn ông thất bại như mày á. Thì chỉ lên về bám váy mẹ đi. Chứ không có chuyện mày ở đây đâu. Dù tôi có là ai hay như thế nào thì anh cũng không có quyền phán xét tôi. Tôi thích thế cũng được không? Chính anh là người lừa tôi trước. Không thì á, bây giờ tôi cứ mơ phu nhân này, phu nhân khác. Tôi không lừa em điều gì cả. Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Còn tôi không ngờ em lại là con người như thế đấy. Bây giờ tôi chỉ thấy thất vọng với em thôi. Thì đương nhiên là hạ màn rồi. Anh á, bây giờ là người nghèo nàn rồi. Loại như anh á, chỉ đáng lau giày cho tôi thôi. Còn thất vọng á, tôi mới là người thất vọng. Anh lừa tôi. Sao từ đầu anh không nói là anh nghèo nàn đi? Em làm sao? Anh có biết bây giờ người yêu tôi là ai không? Tôi xin giới thiệu với anh. Anh ấy là giám đốc của công ty Gai Studio. Có tiền, có địa vị. Không như anh khố rách áo ôm. Giám đốc Gai Studio? Xin lỗi vì đã xúc phạm cậu như vậy. Nhưng không làm như vậy, chúng ta sẽ không chuyển đổi cho bản chất. Ơ, anh chuyện này thế nào? Là sao? Tôi không hiểu. Thực ra, có chuyện là... Anh cho em. Cậu ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Tôi nghe nói, cậu rất có tài tận gái lắm đúng không? Dạ, đấy là chuyện hồi sinh viên rồi anh. Vậy bây giờ tôi cần nhờ đến cái tài đây của cậu đây. Không biết có chuyện gì vậy anh? Em trai tôi yêu mù quáng một cô gái tên là Mỹ Anh. Tôi cần nhờ cậu theo dõi cô ta và làm đủ một cách để chinh phục cô ta. Còn tiền long tôi sẽ lo. Vâng, cái này anh cứ để em ạ. Có chuyện là như vậy đấy. Đó cũng chính là lý do mà tôi chinh phục cô. Mà cũng chỉ cần một chút tiền, cô đã đủ dẹo rồi. Nên tôi nghĩ cậu cũng không cần tiếc nuối và chú ý như thế này đâu. Anh lừa tôi, đồ khốn. Tôi không có lừa cô. Nếu cô không tham lam, yêu thật lòng thì bây giờ cô đã là người yêu của tổng chủ rồi. Anh, người em yêu là anh. Anh ta lừa em. Anh ơi, cho em cơ hội đi anh. Em xin anh đấy. Thôi, cô đừng nói gì nữa. Thế nếu cô không ham tiền thì liệu anh ta có lừa được cô không? Thế nếu tôi không phải là thiếu gia thì bây giờ cô có quỵ lị như thế này không? Đúng là anh trai tôi không thể nói sai về cô. Anh, em sai rồi, cho em cơ hội đi anh. Cô nghĩ cô còn cơ hội nữa? Loại người như cô không xứng đáng để có tình yêu đâu. Tôi nói cho cô biết này, tình yêu phải chân thành, phải xuất phát từ hai trái tim. Chứ như cô chỉ vì tiền, vì lợi ích ấy thì đừng mơ ai thật lòng với mình. Từ giờ đừng tìm tôi nữa. Chào cô.